Ok, đáng lẽ mình sẽ không upload cái video này, tại vì trong video nó có nhiều tiếng background này nọ là mình sẽ khó chịu á, làm cho cái video giống như là cái video hư vậy. Nhưng một phần mình cũng không muốn xóa đi mấy cái khúc mà 1v2, 1v3 này nọ, cho nên là mình sẽ upload video này lên. Nói chung là video này nó sẽ không được như, sẽ không hay được như mong muốn của mình, cho nên là on the last video. Chưa chết luôn. And so we continue. Hai ngày đều có hai hai cậu luôn cơ. Hít thằng yêu, hít thằng mặt thôi, hít thằng mặt thôi. Tôi sắp chết rồi, tôi chắc là chết rồi đấy. Hết sắp thằng kia, tôi chết rồi, hết sắp thằng kia rồi không ạ? Hết sắp thằng kia rồi, giờ một hít được người rồi, giờ chết luôn. Một hít rồi, chắc chắn điều này là một hít là chết rồi. Con thằng nữa nó chạy đến, hai thằng nữa nó chạy đến, chạy đi ông ơi, chạy đi ông ơi, chạy đi. Chết rồi, ba thằng nữa nó chạy đến, ba thằng nữa nó chạy đến. Tôi lấy ngay súng, trên đồi, tôi lấy súng nó thì chạy về, tôi lấy súng nó chạy trên đồi, trên đầu ông, trên đầu ông. Trời ô. Giữ bạn hai thằng đấy đấy. Chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy ra chỗ không khác. Chạy được. Bốn thằng ở đây. Ôi, rất là nhiều thằng đang ở đây bây giờ. Ông sống không? Chết rồi. Tôi không máu. Phải lộ đông thế. Một hit thằng kia, một hit thằng chết rồi. Ôi, nó một hit thôi. Tôi đẩy gần lại, tôi đẩy gần lại đấy. Ờ, hai hạng. Một hit thằng kia, một hit thằng áo đỏ, một hit thằng áo đỏ. Áo đỏ yếu, áo đỏ yếu. Một hit thằng áo đỏ, một hit thằng áo đỏ, một hit thằng áo đỏ. Không chết áo đỏ chưa? Rồi, nó đỏ chưa? Sao một đấy? Rồi, 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 một hết rồi, chết rồi, chết rồi. Thế thằng bạn nó chạy rồi. Thằng bạn nó chạy có đồ rồi. Nó giết thằng hàng kia. Nó chạy khá rồi. Là chắc. Hai thằng, hai thằng. Khá là chắc là thằng sau nhà nữa kìa. Nó nhìn thấy mình, nó nhìn thấy mình, nó báo thằng kia rồi. Nó qua những thằng cửa cửa sẽ mở cửa này, sẽ mở cửa này, sẽ mở cửa này. Rồi về đi, về đi, về đi, về đi, về đi, chỗ xa. Tôi có trăm hai mươi con này. Nó hơn bốn thằng. Bọn nó chơi hơn, nó chơi team ông ơi. Bốn thằng, nó có bốn thằng, nó chơi bẩn. Vãi lồn. Cái hòm nữa. Đừng ấn được. Đừng ấn nữa, đừng ấn nữa. Ờ, tôi giết hai thằng. Sáu tiện quá, nhờ nhờ từ cái carry nó lên biết nhanh ngay rồi. Mà địt mẹ không chết à. Ờ, double barrel
Xong rồi. Không, sau này ngồi góc á, ngồi góc á. Ông canh, ông canh lấy đồ phân giải thôi, lấy đồ phân giải thôi đi. Tôi canh ở đây chưa? Ông lấy đồ phân giải đi. Từ đó không có ai cả, chạy chạy đi, không có ai cả, chạy chạy. Ơ, ở đâu ấy? Trên trên nóc. Phải không á? Ô đi. Hai thằng, hai thằng, hai thằng. Một thằng nóc rồi. Chết rồi, chết rồi. Lắm đồ đấy. Mẹ keyboard. Sao mày tổ chứ? Sao mày tổ đẩy cái thằng này? Thì mày sao mày tổ cầm rơ rơ, sao mày tổ đấy? Thằng này mà cầm rơ rơ. Hey, thank you, Counter. Hai nó để ông ấy, hai nó để ông ấy. Còn một thằng nữa là sao? Thằng nữa là sao? Một thằng nữa. I got some bad loot on my body. Oh, sao mà lâu rồi nó không tính đam kìa. Nó giết nó. Không quay lại được. Có thằng cầm rương vương phía xa đấy. Chịu ơi, tôi bắn nó để tính đam. Hà ca chí cô thì con mẹ. Tôi bị đứng game rồi nhá. Nó bắn đồ rồi giờ tính đam rồi. Chịu bắn rồi. Vì nó bắn cùng lúc của tôi. Ông bịt mẹ ơi, tôi sẽ cho ông xem cái quả hàng dài thằng dắt chứ Project Thai. Để tôi đếm cho bao nhiêu phát Project Thai nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 phát, 30 phát, 30 phát, 30 phát. Trời ơi. Trước mặt, trước mặt, trước mặt, trước mặt. Bao nhiêu xác này, bao nhiêu xác luôn này. À nó lút, nó lút, nó lút, nó lút chỗ con gấu thấy không? Cái xác của người đang bay bơi. Thấy, báo nha. Ủa vì headshot, chết rồi, chết rồi, headshot, chết rồi. Ông lút cho tôi canh nhá. Hết rồi, ông lút cho tôi canh nhá. Hoặc là như kiểu Deagle, như record tốt hơn. Thế là gì đấy? Hàn đấy. Ui! Rồi chết rồi á, ông mày. Ông đi phi cái cầu á. Lồ gì đồ vậy? Nhiều nhiều cái gì có lốt chưa? Nhiều số. Có lồ. Con học bắn tôi này. Cầm cung, bơi lên mại bờ đi. À. Trái kìa, à. Hai viên rồi. Cứ né đi, né đi. Một viên, hai viên rồi, một thằng lao rồi. Rồi, chết hết rồi. Trăm mấy đệ, mấy tụi tuổi này. Hồi sinh nhỉ? Ở tụi này GS là cái tụi bên Silver Brand á, nhìn hướng Silver Brand nhìn hướng. Python, Python sao đó? Python, đó không? What the buy? Bọc lột đi, tôi full rồi. Này có tường này, con này có tường đá này. Tường gỗ. Nó bị con gì cắn kìa. Oh, Pink, I suck my cock. Hey kid, go back to sleep. Bên phải, nghe thấy không? Nghe, tôi bị giật. Tôi cũng bị giật mà. Tôi chạy về nhá. Gần lắm rồi bạn đi. Tôi chết rồi. Nó chết rồi. Ok, tôi ra lại. Ông ra lút đi nha, tôi về nha. Tôi về, ông lút đi. Bọn đấy là bọn kia, bọn bị siêu fan đấy. Ông ra lút nha. Ok. Headshot, double headshot. Headshot rồi, tôi headshot rồi. Nó tiến vào trong. Boss ạ. Boss bây giờ nó khôn lắm không ạ? Chạy. Boss ạ.
Đi cứu mẹ này. Rồi kìa. Rồi. Người bắn dễ chỉnh bắn hơn boss. Giết rồi, giết rồi. Và thôi. Con phía sau, con phía sau. Này phải chạy lên. Rồi, rồi. Sao? Thế sao? Thế sao? Một con chết, một con chết rồi. Ôi! Chết rồi. Thế lạ đấy. Tin được không? Một cái lựu đạn nó sẽ bùng phát hết luôn. Giờ nó nhiều lựu đạn thôi. Không, nó giữ con bên trái cơ. Sát tôi có máu lấy đi. Mà thêm máu không để sát tôi. Chết rồi. Màu. Không bắn đằng kia, bắn đằng kia, tao yếu. Ôi ôi. Tao chết đi. Hết tao phải mười chân máu. Ôi trời chờ. Bảy cái lỗ nhau. Giờ đây là bắn đau. Đừng chết là được, tôi ra đừng chết là được. Ờ, tôi đem người này. Lùi về, lùi về. Bị chết rồi. Lon. Bên trái, bên trái. Còn bắn nó hít, nó sao rồi. Con, con. Ra ngoài, 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 ra ngoài. Tôi bơm máu á. Tôi giết con này, tôi giết con này chứ. Ở giết một con rồi. Còn con nữa, còn một con nữa, vào đi, còn một con nữa, còn một con nữa. Ừ, mà hết máu rồi. Ông đóng cửa vào rồi. Nè. Còn một con nữa, còn một con nữa. À đi, hai con. Còn con bên trái, tôi con bên trái nhá. Rồi, giết rồi, xong rồi, xong chưa? Bên phải mới còn. Rồi, chết rồi. Rồi, ra đây, xin nút rồi. Xong. Đúng lần này ít, lần là đi đi mini này, này ít. Cái đường ngay chỗ cái sông á và cái đồi đồi đá, không biết cái đồi đá rồi gì. Có 3-4 thằng đó, 3 thằng rồi tôi gặp bên dưới một thằng bắn cung rồi tôi chạy ngang qua đường chính. Ở ngay chỗ tôi chạy ngang qua cái đường mà ngay chỗ R16 R17 có thêm thằng nữa. Này có trước mặt này, có trước mặt mình này. Thấy không? Thấy. Thấy không? Mở. Bên trái phải bị nhất, phải bị nhất. Bên trái mình. Rồi, xong rồi. Ôi, con rồi. Không chết rồi. Má lùn nó, đi phải hack não à? Có còn nhiều shot lock hơn đồ không? Còn. Địt mẹ Red hạnh nhà đây luôn. Địt, tôi chết rồi. Ô, đừng đi ra cho tôi được. Có đứa Red nhà. Nhưng mà cái ống có người không? Không, nghĩ là không, cứ nhìn qua là không á. Hình như lên. Mẹ, ông nói nha. Ừ, mất rồi thì. What the fuck quá. Quá. Chỗ tôi đừng ra chỗ tôi nữa, đừng ra chỗ tôi là hang bỏ nó rách nhà. Tôi đi phải flick nỏ vào đầu nó xong rồi bắn nó phát người không ra.
giết một giết, tao đi mẹ, bây giờ giết rồi. Tôi hết sát thằng cái mũ ấy rồi. Chết rồi. Tôi chết rồi. Nó bị bắn, nó bị bắn luôn. Mẹ nó, tôi chết rồi. Tôi đéo đùa. いやいやいや、人生最高、毎日だな、やりたいことやりまくりだよ、毎日だな、どっかで欲しいもんを買っちゃう、毎日だな、貯金なんてしない使っちゃう、毎日だな、考え込んでた。